gì mà chu chu thế, xin thưa rằng quả khế ăn vào thì chắc là chu. Vâng vâng, chu thì để nấu canh chu. Quả gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao. Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mặc bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo, ăn vào thì chắc là sai. Không sai, nhưng mà nổ điếc hai tay. Quả gì mà lăng lóng lóc, xin thưa rằng quả bông, sao mà quả bông lại lăng. Giờ chân bao người cũng đã trên sân. Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau. Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Quả gì mà to to nhất,